Dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của các việc. À, kính thưa quý vị á là mấy ngày gần đây á thì có một vài người à, trước đây à, chuyên là chống đối bà Nguyễn Phương Hằng, chống đối quỹ từ thiện Hằng Hữu rồi xuyên tạc công ty Đại Nam, à, họ lại quay sang ủng hộ nhiệt tình cho cái hộ gia đình à, Thiên An bên Bờ vũ trụ, à, họ ủng hộ nhiệt tình ha, rồi lên phân tích bình luận đánh giá gì? như đúng rồi vậy đó. À, cứ tưởng là như là họ đã nằm ở trong cái hộ gia đình tại an không bằng đó, trong khi á những người này là sinh sao đẻ muộn tham gia vào cái vụ việc này là từ khi bà nguyễn phương hằng đi xuống đó thôi đúng không vậy mà tham gia bảo vệ bất chấp luôn đấy thật sự á thì họ ra sức để xuyên tạc cái vụ việc tại tỉnh thất bồng lai thì bởi vì họ họ sợ sợ những cái điều mà trong các buổi livestream của bà hằng nói á, là sự thật đúng không sợ những cái gì mà bà hằng nói về cái cái hộ gia đình tại em là sự thật à, họ, họ sợ bà hằng làm được cái việc tốt sợ bà hằng làm những cái gì mà tốt đẹp cho đời á là họ sợ đúng không họ nói chung là tất cả những cái gì mà bà hằng làm tốt như là quỹ từ thiện hàng hữu hay là vạch trần cái sự thật của à, lan băm hay là sự thật của Hội dình tạ Am đó thì họ rất là sợ bởi vì à, ganh ghét mà đố kỵ mà thấy người ta làm tốt rồi là là phải trù dập nó không ưa rồi là ghét hết à, phải làm sao trù dập xuyên tạc cho mọi người à, hiểu sai về cái vấn đề đó thì mới chịu à, nhưng mà cái, cái sự thật nó rành rành đó rồi cái vụ việc của tài mà chúng ta thấy báo chí rồi đài truyền hình rồi mạng xã hội rồi nhân chứng vật chứng gì người ta có đầy đủ hết rồi thì làm sao mà xuyên tạc được? À, nhưng mà họ cố tình họ cố tình làm chuyện đó thì vô tình chúng ta cũng có thể đánh giá được cái bản chất thật của họ là như thế nào rồi đúng không? cái bản chất mà ganh ghét đố kỵ người khác ấy, làm không được như người ta rồi bắt đầu ganh ghét đúng không? Đó. À, bởi vậy chúng ta thấy rằng ngoài cái chuyện là chống phá quỹ từ thiện hàng hữu đó thì cái việc mà ủng hộ hay là bảo vệ cái hộ gia đình tà am đó à, từ đó rồi, rồi xuyên tạc sự thật thì đó cái cái những cái việc làm đó đó, nó cũng là một cái tội ác đúng không nó không có không có thua cái tội ác là chống phá quỹ từ thiện hàng hữu đâu bởi vì sao bởi vì nếu như mà cái việc chống phá quỹ từ thiện hàng hữu á nó ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều những hoàn cảnh đặc biệt khác đúng không những hoàn cảnh như là bệnh tim bẩm sinh hay là não uống thủy hay là những cái trường học đồ những cái nơi mà xa xôi hẻo lánh chưa có điện đường rồi đó À, thì ảnh hưởng trực tiếp đến những cái người dân mà hưởng lợi cái quyền đó còn cái việc mà ủng hộ hay là cổ xí à, cổ xí cho những cái việc làm sai trái tại tỉnh thái bồng lai đó thì nó vô tình là sẽ à, ủng hộ cho cái việc là mai mốt sẽ có những cái trường hợp như là diễm my nè hay như ngọc trâm hay là cái hộ của cái vụ của bà bà dân rất là nhiều những trường hợp khác rồi họ là, là xa chân lỡ bước vào cái hộ gia đình đó và hình như là quay đầu trở ra đó đến khi mà quay đầu trở ra thì nó kêu bằng thân bại danh liệt rồi tiền mất tật mang nữa rất là nhiều thứ à, cho nên á, những cái người mà đang ủng hộ đang cổ xí cho những cái việc làm sai trái của hồ đình tạm á thì họ vô tình họ cái là không biết vô tình hay cố ý nhưng mà họ họ đang muốn muốn thấy nhiều thêm nhiều cái hoàn cảnh khác à, giống như là diễm my giống như là ngọc trâm hay là giống như cái vụ của bà dân rồi một số người khác nữa đó đúng không họ đang cố tình muốn thấy chuyện đó và hơn hết á, là chúng ta còn nhớ hồi um, hồi Tết năm 2021 á là hộ gia đình ông Lê Tùng Vân nè bao gồm cha con chồng vợ đó, ngồi quay quần ở nhau và mong muốn à, cái mục tiêu họ hướng đến là sẽ có nhiều nhiều trẻ em mồ côi nữa à, không biết là họ sản xuất ra trẻ em mồ côi hay ở đâu mà giữ vậy đó họ nói là sẽ xây dựng một cái cơ sở nào đó đến hàng chục ngàn nuôi dạy hàng chục ngàn trẻ em mồ côi đúng không trong khi chúng ta thấy đất nước chúng ta người ta tìm mọi cách để làm sao cho trẻ em được cái quyền À, tức là cha mẹ ta, ta giáo dục từ cái uh, gia đình luôn làm sao mà đừng có sinh ra đừng có uh, có những cái hoàn cảnh khó khăn những cái, cái trẻ em mồ côi chứ chúng ta phải hạn chế chuyện đó chứ làm sao mà họ nói là uh, hàng ngàn trẻ em thì họ vẫn sẵn sàng nuôi uh, cái giống đó là cái mục tiêu của họ hướng đến à, chẳng hạn như những cái đứa con cái cháu ông sinh ra không còn nói mồ côi được mà vậy thì mai mốt cũng, cũng có lẽ là cái, cái mục tiêu của họ là sẽ sản xuất ra nhiều mồ côi đó rồi um, cái chuyện mà cái cái bằng cái, cái mấu chốt của hộ gia đình tại am á, là cái chuyện thuần phong mỹ tục với lại đạo đức con người à, cái việc đó thì rõ ràng là một cái vấn đề nhức nhối ở trong cái hộ gia đình tại am này đúng không rất là nhức nhối luôn á. À, cái chuyện này thì cơ quan chức năng cũng phải nên làm rõ à, chúng ta nói là rồi cái gì cũng vậy á à, tất cả đều phải nhắm đến là cái sự thật cho dù yêu dù ghét gì không biết chúng ta cần phải biết cái sự thật để thứ nhất á, là họ không có những như những cáo buộc đó, thì phải trả lại sự trong sạch cho họ còn nếu như họ có như những gì à, cáo buộc hay là những cái gì cái kết cái, cái, cái luận điều tra đó thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật để làm tấm gương cho những cái kẻ khác mà đang muốn ha muốn theo cái mô hình đó thì cũng phải cảnh tỉnh lại à, để để không có những cái à, những cái cái bản sao của hội gia đình tà am này chắc chắn là sẽ có rất nhiều bản sao chúng ta nói nếu như thật sự cái hội gia đình tà am này đã bị triệt phá à đã được giải quyết triệt để đó thì cái những nơi khác mà họ muốn áp dụng cái mô hình này họ cũng ngán chứ họ ngán chứ tại vì bây giờ thấy một tấm gương rất là lớn rồi Mà họ đang được hậu thuẫn về truyền thông về fan hâm mộ rồi trên mạng xã hội nữa thì cái việc mà họ bị phanh phui bị vạch trần á là cho những cái kẻ mà đang muốn học theo con đường đó sẽ rất là sợ à, bởi vì họ thành công trên truyền thông mà còn sống không được mà đó đúng không thật sự á À, nói thì à, nói nói vậy thôi nhưng mà cái quyền yêu thương hay là cái à, cái quyền thần tượng hay ghét bỏ một ai đó là cái quyền của mỗi người đúng không ai cũng có cái quyền đó à, nhưng mà chúng ta chỉ cần là tôn trọng sự thật thôi à, tôn trọng sự thật cái gì có thì nói cái gì không có là thôi chẳng hạn cái việc mà yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng đi thì chúng ta cũng không thể nào nói là à, cô Nguyễn Phương Hằng à, thành công hay là cô Hàng, cô cô Nguyễn Phương Hằng bị oan ức hay là bị cái gì trong đó à, cái việc mà cơ quan chức năng người ta đang điều tra thì chúng ta đợi cái kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng thôi. Chúng ta không có thể nào mà à, vì quá yêu mến mà lại đưa những thông tin sai sự thật được. À, còn giống như là cái câu chuyện của Thiền An bên bờ vũ trụ cũng vậy. À, vì ghét người ta thì nói người ta sau này sẽ trung à, thân sẽ tử hình hay là gì gì đó thì cũng không hay lắm, đúng không? Chúng ta cần phải tôn trọng sự thật và khi mà cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc rồi thì chúng ta phải chờ đợi cái kết luận cuối cùng từ phía đó, từ phía công an, từ phía chính quyền ha. À, mà Thật sự á thì nói là nói một chuyện vậy thôi. Nhưng mà trên mạng xã hội thì người ta vẫn lan truyền rất là nhiều thông tin. À, chẳng hạn như gần đây thì có một cái status nói rằng là cô Nguyễn Phương Hằng được về trong vinh quang. À, được về trong vinh quang. Thì à, theo mình nghĩ là chắc có lẽ là cái cái người mà đăng status đó đó. À, người ta rất là yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng. Cho nên mới đăng như vậy thôi. Mới đăng cái status như vậy thôi. À, đăng kiểu như là mong muốn, à, hy vọng như vậy. Bởi vì à, cái ngày mà hết hạn tạm giam sắp đến rồi. Yeah, còn bao nhiêu ngày đâu thì hết cái hạn tạm giam rồi cho nên cái người này mong muốn như nó muốn cái chuyện đó và người ta đăng vậy thôi đó. À, thế nhưng á nó đã làm cho một số người à, một số người đã lầm tưởng rằng cô Nguyễn Phương Hằng đã được về à, đã được về ở, ở hiện tại nha đã được về trong mấy ngày rồi đó à, và cũng đang có cái lợi thế gì đó trong vấn đề pháp lý à, thì cái status đó gây hiểu lầm thôi chứ thật sự á mình cũng có xác nhận lại rồi à, mình xác nhận lại rất là nhiều nguồn tin rồi À, và điều điều khẳng định là không có cái chuyện mà cô Nguyễn Phương Hằng đã được về à, khẳng định luôn rồi cả nhà à, chúng ta cũng hết sức là tỉnh táo về trong cái vấn đề này nha chứ à, nói gì nói chứ à, ít ngày nữa thì chúng ta sẽ biết kết quả thôi chúng ta đừng có vội vàng rồi à, suy diễn suy tưởng ra thì nó không không hay lắm ha à, mà thật sự á, thêm cái nữa là chúng ta thấy rằng cái tên uh, Nguyễn Phương Hằng đến thời điểm này á, thì nó vẫn là một cái một cái gì đó rất là lớn lao hay sao á. nó vẫn có một cái sức hút rất là ghê gớm À, trên mặt trận truyền thông nha à, thì có sức hút rất là lớn cho nên à, nếu mà cô Nguyễn Phương Hằng thật sự đã được về đó thì dễ gì mà báo chí im ru đúng không chúng ta thấy im phân phát đâu có ai nhắc đến gì đâu đúng không với lại mình cũng đã xác nhận rồi xác nhận lại rất là nhiều nguồn tin rất là đáng tin cậy luôn thì không có chuyện đó à, nhưng mà trong thâm tâm thì mình cũng rất là mong cô Nguyễn Phương Hằng luôn được những cái gì tốt đẹp nhất cũng như là được lợi thế trong cái vấn đề pháp lý sắp tới cũng như là hiện tại còn cái chuyện thả hay là tha hay là đi về nhà thì chưa có nghe nha hiện tại thì chưa có à, nhưng mà có một số người khác nữa thì cũng lại liên tưởng đến cái vụ ông võ hoàng yên rồi ông bộ trưởng bộ trưởng bộ y tế vừa bị bắt ông nguyễn thanh long đó đã có ảnh hưởng đến cái vụ việc của cô nguyễn phương hằng à, thật sự thì cái cái quan niệm hay là cái cái suy nghĩ này thì nó nó hình như nó 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 chưa đúng lắm à, nó thậm chí là rất là sai lầm bởi vì sao chúng ta phải um, hết sức uh, tỉnh táo ở chỗ này nè vì rõ ràng á ông bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị bắt á, là do ông dính dáng đến công ty việt á trong cái vấn đề kit test covid đúng không rất là rõ ràng ông dính dáng đến cái chuyện đó cho nên ông bị bắt uh, sau khi mà việt á bị phanh phui đúng không cộng thêm nữa là chúng ta phải hiểu rằng ông võ hoàng yên á, ông nổi tiếng hơn 14 năm rồi hơn 14 năm rồi vậy là mười mấy năm về trước thì sao mười mấy năm về trước ổng đã 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 đã, đã, bằng thành danh rồi mà đó, còn ông Nguyễn Thanh Long này thì ông làm bộ trưởng bộ y tế vào cuối năm 2020 tức là gần 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 đầu năm 2021 thì cô Nguyễn Phương Hằng mới phanh phui cái vụ ông Võ Hoàng Yên vậy thì làm sao mà uh, quy trách nhiệm cho ông được đúng không chúng ta hết sức là tỉnh táo chỗ này cả nhà à, không khéo là là là, là coi chừng rước quả vào thân đó à, nhưng mà nếu mà nói cái kiểu mà ông Nguyễn Thanh Long có trách nhiệm gì với lại vụ Võ Hoàng Yên với lại cô Nguyễn Phương Hằng á thì giống như là chúng ta đang dậu đổ bìm leo vậy đó không à, rõ ràng người ta đang đang bị trách nhiệm về cái vấn đề kit test Covid thôi, còn cái chuyện Vũ Hoàng Yên thì cái đó là khác rồi. Chúng ta không có thể nói được theo mình nghĩ vậy đó, còn có lẽ là nhiều người thì à, nghĩ khác thì mình không biết nhưng mà có một số cô chú anh chị là nhắn tin đó, à, nó mừng quá ông Bộ trưởng Bộ Y tế bị bắt thì chứng tỏ một điều là ông Vũ Hoàng Yên à, những cái cái trách nhiệm của ông Thanh Long trước đây đã vô trách nhiệm này kia kia cái, cái nọ thì nó không hay lắm. Cái đó là rõ ràng mình mình đang quy chụp, mình đang dụ đổ bìm lép, thấy không? thấy người ta xa cơ rồi là là đổ hết tội lên đầu người ta thì nó cũng hay lắm. Hôm hôm trước thì chúng ta đã cảnh báo rất là nhiều người những cái kẻ mà chống phá bà Nguyễn Phương Hằng đó. Sau khi bà Hằng bị bắt thì họ vẽ ra rất là nhiều câu chuyện rồi họ tấn công đại nam, tấn công chú Dũng, rồi xuyên tạc nói là bà Hằng ở trong T30 thế này thế kia. Lúc đó là chúng ta lên án rất nhiều. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta lại đổ những cái vấn đề khác chẳng liên quan lên trên đầu ông? ông bộ trưởng vậy đúng không thì nó không hay lắm chúng ta đã đã từng tuyên bố mình mình lên án hành động đó bây giờ giờ lại chúng ta lại đi theo con đường đó vậy thì nó không tốt lắm ha à, còn ai mà có suy nghĩ khác thì có đó là quyền của mỗi người nhưng mà về cá nhân của mình đó, là không nên làm những chuyện như vậy ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi đó. xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại